Ngoài chưa? Rồi, các bạn thấy con đường này ghê không? Đây là đường ruộng này. Thử thách đi đường ruộng. Đứng lên, cẩn thận. Éo, éo. Ây da. Đường nó bạn hẹt bánh xe thôi. Nếu mà đi trượt ra bánh xe là thôi rồi luôn. Lộn ruộng. Nếu mà đi đường này là mày sẽ tốn tiền biết chứ. Ui da. Đường này giống cái đường cái nhà đi qua hay rồi. Nhưng mà đường này ba nó bự hơn. Ấy là he bên lề nó rộng, nó nhỏ hơn à. Nhưng mà cái đường giữa người ta đi nó là rộng hơn. Cái đường này ít người đi, cái này chính là đường đi. Đây là đường tắt thôi mà. Ui da. Giang luôn. Đi đi về sớm thôi, không có được. Đi về. Bán cũng nhiều ngày chú tả mà đúng không? Đơn giản hay gì đâu. Đơn giản nè. Đi đâu? Đi thẳng luôn. Nói chứ lần ra lần đầu tiên nhận đi cái đường ruộng thế này á. Nhỏ giờ đâu đi đường ruộng ra. Ruộng nó bự hơn, cái này nó cũng nó khúc này không nó nhiều. Điền đây không sợ bị cướp à? Hả? Cái đường đây đâu có cướp. Trống nè, ruộng nè. Mấy thằng ra giặt ra ruộng hiếp dâm. Đúng rồi. Nữa lại không có e đâu, vô ruộng nữa e thấy. Chẳng qua là đường này ít người đi cho nên không cướp đâu. Tháng hả? Về bản cây ăn được không em? Được chứ. Được không? Được. Được đúng không? Được chứ, em biết rồi mà. Để về bản à. Về bản rồi sao đi về? Thì chuyện trước đó. Chở cái gì? Em thích cho. Em thích cho mấy mía. Mua người ta mà bán. Tao đang hồi nhỏ đi học cái đứa dẫn xe đạp để mía. Dạ đúng rồi. Ừ. Nó bẻ mà mày không dám bẻ, nó bẻ xong nó châm cho em. Mà nè bệnh corona nó lon ghê vậy. Ừ, nay tao mới gần á, thật sự kêu kiểm soát được rồi nhưng mà dù sao chị vẫn sửa. Kiểm soát là được rồi em. Kêu rửa rồi mà, hôm bạn mới qua TV mà. Thôi. Ủa chị ngồi quá giờ. Nó tàn lại mít rồi. Ủa chị ngồi quá hiện giờ. Từ gòn máy dục coi nghi ngờ á. Chẳng đi vô làm uống hậu. Bịt mẹ chị vô không ấy lòng bịt mẹ chị coi. Trời ơi.
được á. Nói thôi. Ở quê nó đỡ bị hơn chỗ đông người. Vậy rồi anh vô anh làm công ty là công ty Trung Quốc. Chết. Là mấy người dân Trung Quốc á. Ừ. Làm đó. Chết. Nó dễ lại lắm á. Ừ. Ngại sợ. Đây này, đây này, anh bảo hôm qua đi. Hả? À, bây giờ đi thẳng ra chỗ hôm qua nè. Thôi tắt đi. Thế tắt đi.